Hello hello, rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà mặt tiền đường cực đẹp. Đây là con đường phía trước của căn nhà. Đường trước nhà rộng tầm khoảng 16m, có vỉa hè mỗi bên là 3m. Nhà này ngay chợ luôn nhé. Quý vị di chuyển đi bộ ra đây chỉ hết tầm khoảng hơn 100m thôi là tới chợ rồi. Phía trước là chợ nhé. Căn nhà này có diện tích là chiều ngang 10m, chiều sâu 27m. Tổng diện tích là 277m², thổ cư 100%. Nhà một trệt một lầu, phía sau có một dãy trọ đang cho thuê nữa nhé. Dãy trọ đằng sau có 5 phòng, mỗi phòng là đang cho thu nhập 2,5 triệu trên một tháng. Tổng 5 phòng là được 12,5 triệu. Phòng trọ là một trệt một lầu. Bây giờ em sẽ tiến vào quay dãy trọ cho quý vị mình xem nhé. Quý vị mình nhìn lại con đường một lần nữa này. Đường rộng tầm 15-16m nhé. Mình có thể vừa ở kinh doanh buôn bán, mở cà phê. Ở đây có cả khách sạn ở đây nhé. Quý vị có thể mua về mở karaoke, khách sạn, mở cà phê vô tư luôn. Đây là khu dân cư An Ninh Yên Tĩnh, ngay khu chợ. Bây giờ em sẽ quay dãy trọ trước, em sẽ quay nhà sau cho quý vị mình xem nhé. Dãy trọ một trệt một lầu, đang cho thu nhập mỗi một phòng là 2,5 triệu, tổng thu nhập là 12,5 triệu trên một tháng. Đây này, phòng trọ đây nha. Nhà xây ở chắc chắn và kiên cố. Đường vào dãy trọ rất là rộng, tầm khoảng 2,5 mét. Quý vị ra vào quay xe máy thoải mái nhé. Ở đây không lo hết phòng vì xung quanh đây đều có công ty xí nghiệp và ngay chợ. Lối đi của phòng trọ này, lối đi này có cửa ở đây nhé. Đây là căn nhà bên chủ nhà đang cải tạo sửa lại. Đường phía trước này, phía trước có khách sạn nha. Trong đây mình có hè rất là rộng này, đặt chủ nhà hàn bao đầy đủ hết nhé. Ở đây mình có thể mở nhiều mặt hàng kinh doanh buôn bán được ở đây. Ở đây có hai cửa nha, một cửa chính và một cửa phụ, rất là đẹp. Cửa bốn cánh bằng nhôm sinfa. Đây là lớp cửa thứ hai nhé. Phía trong đây là phòng khách của căn nhà. Diện tích ngang 10, chiều sâu là 27m. Tổng diện tích là 277m². Vậy chi chiều dài là hơn 27 một chút nhé. Thổ cư hết. Nhà đúc một trệt một lầu. Có 5 phòng trọ phía sau, nhà hướng đông, ngay chợ. Từ căn nhà này di chuyển ra phòng xoay An Phú chỉ tầm đâu đó khoảng 5 phút chạy xe máy thôi. Di chuyển đi ngã tư 550 chỉ hết tầm khoảng 2 cây số. Di chuyển sang ngã tư Chiêu Liêu thuộc con đường Lê Hồng Phong chỉ tầm khoảng 1 km thôi nhé. Đây là không gian phòng khách rất là rộng này. Ở đây chủ nhà thiết kế rất là đẹp, dán giấy dán tường hết như là một ở đây như là một phòng karaoke nhé. Không gian rất là đẹp. Không gian bếp nhà mình này, bếp rộng rãi đẹp nhá. Chủ nhà đóng tủ trên và dưới rất là đẹp. Vách thì được chủ nhà ốp kiến cường lực sơn màu vàng. Dưới đây mình có phòng ngủ ở dưới nhé. Đây là phòng ngủ ở dưới này. Đây có chỗ kê máy giặt, mình có thể kê máy giặt ở ngoài luôn nha. Đây là phòng vệ sinh ở cuối căn nhà.
phòng vệ sinh rộng rãi nhé. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt này, rất là rộng nha. Chiều ngang 10m, thì chủ nhà xây chiều ngang của căn nhà này thì tầm khoảng hơn 7m, vì chủ nhà đã chừa lối đi vào dãy phòng trọ phía sau. Không gian rất là rộng nha. Gạch bóng kiếng giả đá khổ 80. Cột ốp hết nha. Căn nhà rất là đẹp, như là một khách sạn luôn. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên này. Cầu thang được chủ nhà làm đá hoa văn rất là đẹp nha. Từ nhà này di chuyển đi trung tâm Sài Gòn hết tầm khoảng 20 cây. Di chuyển sang Thủ Đức. Nhà này cách Thủ Đức tầm khoảng 5-6 km thôi. Rất là gần. Di chuyển ra quốc lộ 1K. Di chuyển sang cầu vượt Linh Xuân, cầu vượt Sóng Thần. Lầu trên này. Nhà này thuộc phường An Phú, thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở ngã tư 550. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Đây có sân phơi đồ rộng rãi ở đây nhé. Sân phơi đồ ở đây có mái che di động. Quý vị phơi đồ vô tư luôn. Sàn trên đây được chủ nhà ốp gỗ nhé. Chủ nhà đang cải tạo lại. Vệ sinh xong là có thể bàn giao nhà cho quý vị luôn. Có cửa bên hông rất là đẹp nha. Đây có bức tranh màn áo thành công này. Bên đây có phòng ngủ rất là rộng này. Phòng ngủ này rộng tầm khoảng 40-50 m². Có bể tắm nhá. Bể tắm chủ nhà đang cải tạo lại. Quý chị nào có nhu cầu đi xem hãy alo cho em. Giá của căn nhà này đang được chủ nhà kêu rất là mềm, chỉ có 7.600.000.000 thôi cho căn nhà 277 m² nhé. Giá rất là mềm, chỉ có 7.600.000, tính theo mét vuông rất là rẻ nha. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.